Chào các bạn, tôi đang đứng tại một tòa lâu đài của vị tỷ phú giàu nhất của nước Thái Lan. Và dưới chân tôi đây là một cái tấm thảm được đặt từ Ả Rập. Và đây là một cái tấm thảm đắt nhất thế giới với cái trị giá khoảng 18 tỷ. Và mời các bạn hãy chiêm ngưỡng quanh một vòng của cái cung điện này để thấy được cái sự hoành tráng của tòa lâu đài của vị tỷ phú giàu nhất của nước Thái Lan. Để gần vào nhé.